giờ Mai sẽ dẫn cả nhà. Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Phương Mai Du lịch và Cuộc sống nha. Bây giờ Mai đang lang thang ở trên đường phố của Đài Loan. Đây. Thì bây giờ mình đi tham quan Đài Loan. Mình đi dạo vòng quanh quanh. Mới đi công việc ra nha mọi người. Đây, giống như là phải không ta? Không có dưới hầm đâu. Cái này á, hôm qua nghe nói là ở phía sau. Mình đi dọc hết con đường này đi xem là coi có hay không. Rồi mình hả ưu tính. Đây đường xá nè mọi người. Đó, đường xá bên này cũng có xe máy giống như Việt Nam mình. Nói chung là cũng không khác gì Việt Nam mình mọi người ơi. Đây, bây giờ là đã 5 giờ rồi đó. 4 giờ mấy, gần 5 giờ rồi đó. Mà trời vẫn còn nắng. 4 mấy 5 giờ chiều á mọi người. Đài Loan á là sẽ chạy trước Việt Nam mình 1 tiếng. Đây bán gì đây? Bán gì nè? Bán cái đó giống như là lạc xưởng hay xúc xích gì á. Yeah. Trời ơi. Đường phố ở đây cũng không khác gì Việt Nam ha. Nè, đi bên đây nè. Đi vô bên đây nè. Đang quay bên đây có ấy đâu nè, đẹp nè. Giờ mình đi sao? Giờ mình chỗ nào? Giờ mình quẹo chỗ nào? Mình đi ngồi mình không biết đường về luôn á mọi người. Cái này bán gì đây ta? Thôi mình kiếm mấy cái món ăn lề đường á, mấy cái món ăn ngoài chợ á. Mình ăn. Em nghĩ trong trung tâm thương mại không có đồ ăn đó đâu. Ý cái này không có, cái này đâu có gì đâu, đi đây ta. Nãy đi thẳng luôn lại gì? Vậy mình đi thẳng ra sao thử đi. Muốn ăn gì giờ ta? Kiếm mình kiếm đậu hũ đồ chứ. Đậu hũ thúi đúng không? Đúng rồi, mình kiếm đậu hũ thúi. Rồi giờ gọi điện hỏi Bích Hạnh cái đậu thúi gần đây. Có mình kiếm. Đúng rồi, ở sau lưng nè mà. Để mình hỏi thử coi ở đây cái trung tâm thương mại hoặc là cái chợ ở đâu. Thử coi gần đây không. Kiếm đường đi chợ, đi trung tâm thương mại mà không biết đường mọi người. À mình đi qua đó đi, bên đó có công viên kìa. Ê, đi, qua đó đi. Ê. Ý quẹo bẩn. Bên đó có công viên chắc có đồ ăn giặt. Cái tòa nhà này mỗi lần mà đi ngang là phải ngước nhìn nè. Quá trời đẹp cô. Nó xây theo cái kiểu giống như là gạch mà kiểu không chưa tô ở Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà đẹp ha. Làm cái kiểu kiểu giống như là đúng rồi, cổ cổ mà nhìn nó lạ lạ mắt. Ờ thấy nó lạ lạ nè mà, nhưng mà đẹp nha, nhìn kiểu đẹp nha, giống này là khu chung cư mà. Đây. Quán ăn rồi nail rồi tiệm tóc. Trời ơi bên kia tòa nhà kìa. Đẹp quá. Làm cái kiểu đẹp ha. Mà cái gạch của nó đẹp hết cô ha. Mà làm nhiều tầng mà nhìn nhiều căn như vậy nhìn đẹp quá, thích quá. Trung Quốc đam mê. Đây, ngã tư đường phố của Đài Loan. Nói chung là ná, nó giống Singapore con. Dạ. Singapore nó sạch. Singapore đúng rồi, Singapore nó sạch sẽ. Đây. Rồi ở đây hả? Đi đây tham quan ở đây thử coi. Phía sau nhà anh ta mở đi bởi đi nghiêng qua mấy cực nóng mấy lạnh. Sữa này hồi nãy chị có uống trà sữa mà chị kia mua giùm không? Chắc đẹp quá. Quá à, thấy cái ly giống giống kìa.
cái mùi đậu hũ nó dậy lên rồi đó nè. Chưa hả? Sao chị thấy cái mùi đậu hũ rồi đó? Cái mùi đó nó thối lắm. Đây gì đây? Cái này mà kiểu gia truyền đồ nè, mấy cái này kiểu gia truyền đồ đó. Phải không ta? Nó phải đậu hũ. Ôi thì mình mua mình ăn thử thôi. Nó phải chớn luôn. Tới 8 giờ mới được ăn. Ủa, được sao mình đi lại đường này chị ạ? Đường này là đường đằng trước của đường. Đúng rồi, cái đường này là cái đường trước khách sạn nè cô. Giờ mình về là mình đi ngay khách sạn luôn á. Hả? 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 Chưa có cái gì để mình mua mà. Ủa? Thôi đi lại đằng kia đi cô. Cô quẹo lại đây đi, qua lộ á. Đó, đây nè, có vạch kẻ đường đi qua lộ. Rất là thoải mái. Nhìn mấy cái lồng đèn đặc trưng của Đài Loan. Phải không? Phải không cô? Không, không phải thịt nướng, cái đó thịt nướng. Đi kiếm món ăn vặt. Không phải, cái này đồ chiên. Không biết tiếng, không ai biết tiếng Trung mà đi dạo như đúng rồi. 4.500 của mình rồi đó. Ờ thì 4.000 mấy, 5.000. Đây cũng có shop quần áo nè mọi người. Bán cũng như ở Việt Nam mà tiệm tóc nè, những cái tiệm tóc. Xe đạp chạy lên lề đường nha, dễ thương. Ở đây á, là xe cộ của người ta là dựng ở ngoài đường hết đó mọi người. Rất là an ninh luôn á. Xe cộ rồi là người ta dựng ở dưới lòng đường hết luôn. Không cần phải đem vô nhà đâu. Đó. Xe rồi đó. Xe cộ của khu chung cư á mọi người. Xe cộ của khu chung cư là người ta để ở dưới lộ hết luôn nè mọi người, thấy không? Nè. Xe cộ là để đây quanh năm suốt tháng, không có xài quá, không mất luôn. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Mà ở đây thấy xe máy chạy có một kiểu một ha. Sao có một kiểu một xe máy ha. Đâu, xe của người ta trên chung cư người ta để đó. Nè, xe nè, toàn bộ là để dưới hết. Đây, chuẩn bị qua lộ nữa, mình sẽ đứng mình chờ đèn đỏ. Mình chờ cái đèn đỏ xong rồi cái mình có cái đường mình băng qua. Kìa mấy cái tòa nhà cao cao. Tại mình nhìn Mai đi thì Mai thấy cái gì nó khác ở Việt Nam mình thì Mai quay cho mọi người cùng xem luôn ha. Qua đường nữa hả? Hay mình đi hướng này không? Đi vòng vòng. Trời ơi, coi nè. Này là đậm đậm nét Đài Loan luôn nè. Nè, cái cửa nhà vậy là đúng Đài Loan luôn đó. Cò bói gì nè. Hả? Cò bói. Phải không? Cò bói hả? Cò bói hả? Cái gì mà vô coi không thấy. Vô người ta coi, người ta biết mình biết thôi chứ ai biết. Người ta biết người ta, mình biết mình. Đó. Tính đi chợ. Đi chợ mua nè, ba với con đi nè. Đi chợ mua đồ. Mà không có gì. Không có cái gì hết. Ơi cái này gì vậy? Bánh lăng hay gì á? Bánh hot dog hay gì á? Lên coi không? Lên coi thử bánh gì vậy? À em biết bánh này rồi. Bánh nhân phô mai ha.
này đậu đỏ nữa. Dè. Ăn thử không? Nè, bánh này nhìn hay, ngon ha. Rồi, chị chọn đại đi. Chị thích ăn nào? Cái nào? Đậu đỏ. Cái gì sữa sữa đó. Ờ dê. Số 7. Ok. Hai cái. Hai cái. Ni hao. Nha. Mua hai cái bánh mì thử cho mọi người. Đây tìm giống ghê không? Ghê. Giống giống như là một cái tiệm bánh ngọt vậy đó mọi người. Bán rất là đắt luôn. Của cô với chú. Cô chú bán rất là gì nhanh luôn á mọi người nè, bánh nè, lại đây đi. Chưa chín hả? Bánh đó chưa chín hả? Ờ. Chết rồi. Khai để gì vậy? Ai biết đâu. Bao nhiêu? Chắc hai cái chắc có 4.000 á. Hỏi bao nhiêu đi. Hỏi bao nhiêu? Để tải. 44. 44 tải. 22. Xe xe. Ok, xe xe. Đây là mấy cái đồng lẻ, đồng tiền cắt của Đài Loan nè mọi người. Đủ màu hết trơn luôn. Còn đây là tiền của Đài Loan. Ủa quay gì chị xài muối gì hả? Ờ à. Để bên này cái xe bán gì vậy? Cái xe này bán giống như xúc xích hồi nãy đó. Có đóng hả? Chắc vậy quá hả? Đó cái giống như gì ta? Xúc xích hay là... Ê có đậu hũ luôn hay gì á? Ờ, nếu mà đậu hũ húi là nó húi hình rồi đúng không? Cái xúc xích hay là cái giống như là cái dồi gì á. Dồi á. Cái gì à? Lòng á hả? Lòng. Ừ, cũng giống vậy á. Rồi quanh. Đây nó đâu có ăn dụng. Nè, ở đây xe đạp nè cũng để ngoài đường nè mọi người. Xe đạp, xe máy, xe hơi, xe gì cũng để ngoài đường. Không ai dẫn vô nhà. Chưa mua được ly trà sữa nha. Chưa mua được ly trà sữa. Vẫn còn nhắc trà sữa nha. Tại vì Đài Loan là xứ sở của trà sữa nên là qua đây là phải uống trà sữa á mọi người. Ăn ngoài đường luôn hả? Ừ. Trời ơi, ăn ngoài đường luôn hả? Nè, bánh mới mua nè, nóng lắm. Chị Nhung, ăn thử chị Nhung. Này chị lâu. Hot dog. Cho ông caramel miếng. Em không biết ăn ngon không nên em mua thử à. Ngon chứ. Nè. Đó chia. Chia cho người một ít mình ăn thử. Ăn ngoài đường luôn mọi người. Mời cả nhà. Nó rất là ngọt. Mà cái nhân nó, cái nhân nó giống như là có sữa sữa. Giống như đậu xanh vậy á, nhưng mà không phải đậu xanh. Lúc này là buổi chiều, Mai mới vừa đi làm ra mọi người. Nhưng mà định đi tìm cái gì đó ăn và sẵn quay về đường giá bên này, bên Đài Loan như thế nào cho mọi người cùng tham quan với Mai luôn. Nhưng mà bên này đa số là chợ nó hoạt động vào ban đêm á mọi người, nên là ban ngày cũng không có thấy bán nhiều đồ cho lắm, nên cũng không có mua được gì nhiều để quay cho mọi người. Hẹn mọi người vào cái video đi chợ đêm
để mà Mai sẽ quay được nhiều món hơn nha. À, rồi bây giờ mà chắc là Mai sẽ xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi và like khi xem clip của Mai nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.